hello uh, kính thưa quý vị và các bạn gần đây có hai cái đoạn uh, tin nhắn của một người có biệt danh là Quỳnh Ngọc Thiên Hương hay là Hai Lúa gì đó uh, đã được up lên trên mạng xã hội uh, thì uh, hai cái đoạn tin nhắn này á uh, nó đã uh, hé lộ ra một cái âm mưu rất là ghê gớm phía sau của nhân vật này luôn á cả nhà rất là ghê gớm luôn uh, cái uh, điều đầu tiên á uh, là một đoạn tin nhắn với cái cô bạn trần thân của bà Nguyễn Phương Hằng đó là uh, Việt Hà À, à, cụ thể thì à, việt hà đã nhắn tin cho quỳnh ngọc thiên hương nhắn tin cho hai lúa đó à, cô viết rằng à, là chào chị hai lúa tôi đã nói với chị rồi tôi không muốn chị nhắc đến tên tôi vậy sao chị lại muốn kéo tôi vào câu chuyện của chị vậy tôi tôn trọng chị tôi không bao giờ hứa mà tôi phản lời hứa của mình à, vậy sao hôm nay chị bị khùng à thách thức tôi đưa hình gia đình chị lên mạng của ngộ vậy tôi đưa hình ảnh nhà chị lên tôi được gì hả tôi thấy mỗi lần chị nhắc đến tên tôi và hai người bạn thì bị bên phương anh và tham và nhiều người khác hiểu lầm và chửi tụi tôi là đám núp lùm của chị thì tôi phải phản biện và đính chính à, tụi tôi không liên quan gì đến chị vậy à, tội tôi sai hay sao chị à, vô duyên và khùng vừa thôi chị Tôi đã không nhắc đến chị rồi mà sao chị vẫn thích nhắc đến tên tôi hả? Dẹp cái trò này đi. À, tôi đã chặn và không muốn dính dáng gì đến chị nữa. Đừng làm trò hề cho thiên hạ kéo tụi tôi vào nhé. Tôi vẫn nhớ những gì tôi nói với chị. À, tôi vẫn nhớ những gì tôi nói với chị. Con người tôi không thích nói nhiều và đã hứa là giữ lời của mình. Hôm nay vô duyên vô cớ nhắc đến tên tôi làm gì? Chị nhớ tôi hay sao hả chị? mỗi lần chị nhắc hay kéo tôi vào là tôi bị chửi quen chị vô tình hay cố ý tôi không biết nhưng tôi tránh xa chị rồi sao chị không tha cho tôi về chị à đó là toàn bộ cái um, một đoạn tin nhắn của Việt Hà đã gửi cho Quỳnh Ngọc Thiên Hương uh, cho hai lúa đó và tại sao lại có cái chuyện cơm không lành canh không ngọt này à, bởi vì á uh, thật sự cả nhà uh, những cái người bạn trần thân của cô Nguyễn Phương Hằng á uh, À, chỉ muốn à, âm thầm phía sau thôi họ không có muốn à, rùm beng đúng không họ chỉ muốn âm thầm phía sau để cung cấp cái thông tin cho bà hai lúa này à, để bà đăng lên mạng xã hội bà làm nhiều cái gì đó theo ý đồ của bà đúng không à, chỉ muốn âm thầm thôi à, nhưng mà không ngờ bà hai lúa này bà cứ gọi tên của họ ra bởi vì nếu mà gọi tên của họ đó thì lại bại lộ cái câu chuyện là bấy lâu nay họ mượn bà hai lúa này nè để phát ngôn cho họ đúng không hay chính xác hơn là họ tự nhận rằng họ đã có qua lại với nhau đúng không có qua lại có đưa những cái thông tin cá nhân của bên phía cô nguyễn phương hằng của bên chú dũng Lò vôi lên à, nhưng mà không ngờ cái bà hai lúa này á có lẽ là vì yếu bóng vía quá bị cô Hàng đón đón trúng rồi đón trúng là bà này có sự liên hệ với mấy người bạn trần thân cho nên bà hai lúa này bắt khui ra luôn à, và như vậy là vô tình cho toàn thể cộng đồng mạng xã hội người ta biết được chính xác là những cái thông tin về đời tư cá nhân của gia đình chú dũng lò vôi bấy lâu nay á là do ba người bạn này đã tiết lộ cho bà hai lúa rồi bà hai lúa mới đưa lên mạng xã hội đúng không à vậy rõ ràng cho nên họ rất là ngại họ rất là sợ bà hai lúa này nhắc tên họ bởi vì bị bà hàng bà đón đúng rồi à, nhưng mà ở chỗ này á có một cái điểm nghi vấn rất là lớn đó là ai mới chính là người liên lạc trước à ai mới chính là cái người liên lạc trước ai người là người chủ động trước tức là ba người bạn đã liên lạc với bà hai lúa để tuồn thông tin lên mạng xã hội hay là bà hai lúa bà đã chủ động tìm đến những người bạn đó Đúng ừ, không chủ động tìm đến những người bạn đó để lấy thông tin à, và thêm một câu hỏi nữa là cái mục đích của họ làm như vậy để được cái gì đấy ha à, thì ở đây có hai trường hợp vậy này cả nhà à, nếu mà mấy người bạn á mấy người bạn của cô hàng liên lạc với bà hai lúa trước á thì có thể uh, lý giải cho cái sự um, cho cho cái cái chuyện này á, là có thể là vì thù hàng cá nhân thì chúng ta cũng biết là những người bạn này cũng có xích mích gì cô hàng trong quá khứ rồi đúng không đó là vì thù hàng cá nhân cho nên nhân cái cơ hội này họ muốn uh, mượn gió bẻ măng họ tung cái thông tin đó lên để cho uh, mượn ở uh, những cái người mà bên phía đối lập á, họ cùng nhau họ dập họ, họ, họ dìm hàng bàn à đó là cũng có lý đúng không nếu mà những cái người mà bạn của hàng á, chủ động liên hệ với bà hai lúa này thì chúng ta có thể giải thích như vậy à người ta muốn nhân cơ hội này để để trả thù mà à, còn cái trường hợp còn lại nhà nha à, nếu mà bà hai lúa bà chủ động bà liên lạc trước thì phải làm rõ cái động cơ của bà là làm như vậy để được cái gì đúng không và cũng không loại trừ khả năng là bà muốn dập bà hàng để cứu ông yên không chừng à hoặc là cũng có um, giống như là từ đầu câu chuyện thì bà này bà hay nói là lúc trước bà với bên bà, bà Hằng á là cũng có xích mích gì về cái chuyện uh, vô, vô tù ra khám gì của ai đó à đây cũng là một cái cái động cơ một cái nguyên nhân mà có thể là bà đi chủ động để tìm đến những người bạn của bà Hằng để củng cố thêm những cái sự thật rồi công bố lên mạng xã hội đúng không uh, công bố những cái đời tư cá nhân lên đó nhưng mà không biết á, vì cái mục đích nào thì chúng ta chưa biết được rõ À, nhưng mà có một cái vấn đề là chắc chắn á, là bà hai lúa này Bà muốn đánh thẳng vào bà Hàng đánh thẳng vào gia đình của chú dũng là vôi bởi vì trong cái đoạn tin nhắn thứ hai đây, đoạn tin nhắn thứ hai này có ghi rất là rõ rất là rõ luôn à, và cái đoạn tin nhắn thứ hai này là của vi quanh gửi cho bà hai lúa nha cả nhà để rõ là vi quanh gửi cho hai lúa cụ thể thì à, à, vi quanh có nhắn cho bà hai lúa rằng á, là chị đã nói chuyện với chồng em bao giờ vậy chị À, tại vì hôm trước á bà cái bà hai lúa này rõ ràng bà có một buổi livestream bà nói bà gọi điện cho chồng của vi quanh để hỏi về cái chuyện mà 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 số tiền mấy trăm tỷ đó cả nhà à, nhưng mà hôm nay vi và vô tình phót luôn ngược lại bà bà này là hỏi rằng bà này có gọi điện cho cho chồng vi quanh bao giờ à, vậy là rõ ràng bà hai lúa này bà nói xạo xạo kinh khủng không không có không có gọi điện cho chồng vi quanh mà nói như đúng rồi á nói rồi gọi cho chồng vi quanh rồi chồng vi quanh nói là tôi thương vợ thế này thế kia lo cho vợ hết À, rõ ràng bà này bá xạo ha à, rồi chị đã nói chuyện với chồng em bao giờ vậy chị em chỉ nói chuyện à, duy nhất với chị một lần cách đây mấy tháng do chị tự tìm đến em à rõ ràng cái bà này tự tìm đến vi quanh vậy thì cũng không loại trừ khả năng năng là bà này bà đang cũng tự tìm đến những người bạn của bà nguyễn phương hằng đúng không à, à, chị tự tìm đến em cách đây mấy tháng à, sau này chị gọi em rất nhiều lần và nhắn tin nhưng em bận nên chị trả lời vài tin cho vài tin đó chị luôn nói chị muốn giúp em mặc dù em chưa bao giờ nhờ vả đến chị à. thứ hai nữa là em không biết chị là ai cũng không liên quan gì đến chị chị chưa bao giờ gặp chị chưa bao giờ gặp và biết gì em cả mà chị dám nói là nói chuyện với chồng em rồi kể này kia về em chị nhắn tin kêu uh, giúp em và mọi người diệt bà Hằng À, chị nhắn tin kêu giúp em và muốn mọi người diệt bà hàng, à, đại ha, à, diệt bà hàng gì đó. Theo phép lịch sự thì em gửi lời cảm ơn chị thôi. Nhưng từ nay chị đừng nhắc đến em nữa. Em không liên quan gì đến chị. À, đây là lúc trước thì cũng có nhắn tin rõ ràng đó nha. Thì bà cũng có công bố cái đoạn tin nhắn nó lên, rồi cũng có nhắn tin qua lại. Và hôm nay thì lại xảy ra cái chuyện cơm không lành canh không ngọt nữa. Đấy, à, chúng ta thấy rõ ràng đây là có một cái sự kêu uh, bức xúc người ta chỉ muốn nhờ vả ở trong cái trường hợp nào thôi còn bà này thì bà lợi dụng cái tên tuổi người ta luôn lợi dụng những người bạn của bà hàng lợi dụng Vi Quanh để vì mục đích nào đó à, rõ ràng Vi Quanh nói rằng là bà hai lúa này đã chủ động nhắn tin cho Vi Quanh để cùng nhau diệt bà hàng à, rõ ràng viết cái chữ diệt bà hàng luôn cả nhà thì đây rõ ràng là một cái ý đồ xuyên suốt của bà hai lúa này mấy tháng nay luôn và cứ hệ thấy có ai mà xích mích với cô nguyễn phương hằng thì bà hai lúa này bà liền chủ động tìm đến họ để um, kêu bằng thực hiện cái mưu đồ đen tối đó à, để liên kết với nhau dập bà hằng à, vậy thì tại sao bà hai lúa này bà lại ghét cô Hằng đến như vậy à, nếu mà vì tư thù cá nhân á, Vậy thì tại sao trước đó à, trước khi mà cái câu chuyện của võ Hoàng yên đổ bể ra nè tại sao không tấn công cô Hằng đi mà phải đến đến khi uh, cô Hằng chú dũng phanh phui cái chuyện của võ Hoàng yên thì lúc đó mới xuất hiện một cái người tên là quỳnh ngọc thiên hương hay là hai lúa à, mà cái người này chuyên đóng vai ác vai phản quốc diện không à để à, kêu bằng đối đối nghịch lại với bên bà nguyễn phương hằng vậy thì cái bà này bà tự nguyện làm cái con chốt thí cho ông võ hoàng yên hay là bị sai khiến à câu hỏi này rất là khó trả lời nha cả nhà à, chỉ có cô nguyễn phương hằng hoặc là cơ quan chức năng mới trả lời được cái câu hỏi này chính xác cho chúng ta đúng không bởi vì à, khi mà đổ bể ra câu chuyện võ quần yên thì mới xuất hiện quỳnh ngọc thiên hương mới xuất hiện hai lúa à, vậy thì cái cái chuyện ở phía sau đó làm nhiều người nghi ngờ rồi à, rất rất là mong cô nguyễn phương hằng này sẽ làm sáng tỏ chuyện này để cho cộng đồng mạng biết thêm về một cái gốc khuất nào đó nữa ha còn không thì cũng rất mong là cơ quan chức năng hãy sớm vào cuộc để đưa cái câu chuyện của ông võ quần yên ra ánh sáng và xem liệu và quỳnh ngọc thiên hương này có gì đó với bên ông võ quần yên hay không còn không thì tiếp tục cái drama khác ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.